xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là những viên cấp ẩm và cung cấp collagen cho da rất là hot của Aquarix ha. Đây là viên cấp nước bổ sung collagen giúp da căng sáng mịn và đã giành rất là nhiều giải thưởng danh giá bởi khả năng cấp ẩm và giữ ẩm của nó tại Hàn Quốc ha. Viên uống giúp da căng bóng, tăng cái độ đàn hồi và làm sáng da. 90% hyaluronic acid cộng với lại collagen cấp nước sẽ giúp cho da giảm nhanh tái tạo da, phục hồi lại là những cái làn da khô và bong tróc nha cả nhà. Và siêu phẩm này có rất là nhiều cái tác dụng siêu khủng của nó, mình sẽ đọc một số các tác dụng của nó cho mọi người xem ha. Tăng cường nước lẫn collagen cho da của bạn luôn ngậm đủ nước và trở nên căng bóng mịn màng hơn bao giờ hết. Cân bằng cái độ pH cho da, đồng thời là nuôi dưỡng tế bào da từ sâu bên trong, triệt tiêu các hấp tố khiến cho da sạm đen và thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông và giảm mụn, giảm quầng thâm của mắt luôn nha. Làm liền da tổn thương sau khi bị mụn, chống bị sẹo và làm mờ các vết thâm rất là hiệu quả. Làm liền da bị tổn thương, phù hợp với mọi loại da và đặc biệt là da dầu, da nhờn nha. Giúp bôi trơn cho xương khớp của chúng ta luôn, dây thần kinh lẫn tóc của chúng ta. Vì vậy mà các bạn nào mà bị tóc khô sơ trẻ ngọn thì chúng ta sử dụng sản phẩm này cũng cải thiện được tóc rất là nhiều ha. Hỗ trợ hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật cho chúng ta, hỗ trợ sức khỏe mỗi ngày, giúp tóc và móng tay của chúng ta luôn chắc khỏe ha. Và đôi mắt của chúng ta sẽ giảm quầng thâm luôn. Sản phẩm cực kỳ là tốt cho cơ thể của chúng ta. Các bạn nào mà đang bị làn da bị khô, sạm hoặc là bong tróc, tóc của chúng ta dễ gãy rụng thì chúng ta hãy sử dụng sản phẩm này đi nha. Nếu mà mọi người có khả năng thì nên duy trì 3 tháng cho mình ha. Và mỗi ngày cách sử dụng của chúng ta là uống 2 viên liền một lúc trước khi ngủ, trước khi đi ngủ đó mọi người. Mình sẽ quay rất là rõ cảnh sát cho mọi người xem sản phẩm của bên mình ha. Sản phẩm chính hãng từ Hàn Quốc và mình chuyên hàng của Hàn cho nên mọi người yên tâm. Không keo đồ dê bán thịt chó đâu ha. Và cái hũ này là hũ 70 viên nha. Mình về 2 size luôn nha cả nhà, 56 viên và 70 viên ạ. Trên hộp có ghi rất là rõ ha. Mọi người cần tư vấn về viên uống thì liên hệ với shop nha.